Và bây giờ là hướng dẫn sử dụng cân điện tử JVKL này anh chị ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ đặt cái cân này trên mặt bàn, mặt nền kiên cố. Sau đó chúng ta sẽ bật công tắc cơ nằm ở bên này. Mình bật lên. Trong thời gian mình khởi động cân thì mình không có tác động tới cái cân, không chạm, không sờ gì hết. Để cho cân nó im, nó trở về zero như thế này là chúng ta đã sẵn sàng cân rồi. Ví dụ ở đây thì chúng ta có một cái trong sản xuất kinh doanh mình cân trọng lượng bánh xe này đi, nó là 765 gram. Mình ghi nhận con số đây là trọng lượng của bánh xe là 765 gram và xong. Còn nếu như mà chúng ta cân hàng cồng kềnh hoặc là cân bông trong sản xuất may mặc á, người ta sẽ hay cân bằng thép bông, thì chúng ta sẽ đặt một cái đĩa cân phụ lên, đĩa cân inox có cái mí cong là như thế này. Sau đó chúng ta bấm ta ra để trừ bì, rồi chúng ta sẽ đặt hàng hóa lên cân, thì lúc đó thì nó sẽ như thế này, 765 gram. Như vậy chúng ta ghi nhận là hàng hóa chúng ta là 765 gram, chứ nó không có ghi nhận là trọng lượng của đĩa cân này nữa. Rồi, sử dụng cân điện tử JVKL này đơn giản như vậy đó chị ha. Anh chị cần thêm sự hỗ trợ kỹ thuật nào về cân điện tử JVKL này, ví dụ như là hướng dẫn sử dụng cân điện tử JVKL hay là sửa cân điện tử JVKL, thì anh chị hãy gọi liên lạc nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì cân tự do phát sẽ hỗ trợ nhanh nhất có thể anh chị nhé.